Hộp đựng bút gọn nhất từng thấy, đếm thử xem có đủ dụng cụ đi học không nha. Nhìn bên ngoài sẽ là một khối trụ lục giác trắng phau như đèn cò nha. Cảm giác cầm khá là chắc tay và uy tín. Nhìn vô mò trước cây thước, đặt ngón tay vào đây, rồi đẩy là ok, đầu kia ngoi ra liền. Tổng một món, mở một đầu của khối trụ ra, ở đây sẽ có thêm các ô tròn tròn bên trong. Đặt ngón trỏ vào ô giữa, ấn nhẹ một cái là nâng tổng món lên hai. Đây sẽ là một cây tẩy dài nha. Mỗi lần dùng thì cứ việc đẩy ra, nhưng mà đẩy ít thôi để dùng giống gôm dạng bút á. Các ô còn lại trong hộp thì nguyên lý lấy ra khá là giống nhau, chỉ cần đặt tay vào rồi gạt các nút này lên là bút sẽ trù ra từ đầu kia. Tổng trong đây sẽ là 6 ô nhỏ nên suy ra sẽ là 6 cây bút khác nhau. Trong đó nha, có 4 cây là bút mực, mấy cây này nắp tròn lũm mà, bất tiện xíu vì dễ lăn đi á, nhưng mà được cái là bonus thêm mấy cái ruột thay như vậy nha. Tiếp là một cây bút chì bấm nhỏ xinh, bấm cũng ngon ơ lắm đó, kèm thêm luôn một hộp ngòi để thay. Và đây sẽ là cây bút làm khá thắc mắc tại sao nó lại xuất hiện cây chì màu này nè, mà được cái này kèm luôn đồ chuốt chì, có nắp đậy vụn chì luôn, xài xong thì nhét vô lại bằng cách ngược lại như cách lấy ra thôi.